Xin chào các bạn. Sông Bạch Đằng, Bạch Đằng Giang là một con sông lớn thuộc hệ thống sông Thái Bình tại đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam. Đây là con sông gắn liền với lịch sử chống giặc ngoại xâm oai hùng của người Việt. Sông Bạch Đằng có điểm đầu là Phà Rừng, điểm cuối là cửa Nam Triệu, Hải Phòng. Sông có chiều dài từ 20 đến 32 km tùy theo cách tính. Cách phổ biến nhất là tính điểm bắt đầu từ ngã ba, nơi hợp lưu giữa sông Đá Bạc và sông Giá tại Bến Rừng, chảy về hướng Nam. Tại góc đông nam của đảo Vũ Yên, sông Bạch Đằng nhận thêm nước từ sông Cấm đổ vào và đổi dòng sang hướng đông nam đổ ra biển tại cửa Nam Triệu. Toàn bộ dòng chảy của sông Bạch Đằng ngày nay là ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng, nằm giữa thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh và huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Sông Bạch Đằng là con đường thủy tốt nhất, thuận lợi nhất để đi vào Thăng Long, Hà Nội. Từ đó có thể kiểm soát vùng sông của đồng bằng Bắc Bộ. Thủy quân có thể tiến trở vào cửa Nam Triệu với các đội chiến thuyền lớn theo sông Bạch Đằng, rồi tiến theo các đường sông Kinh Thầy, sông Đuống và sông Hồng. Ngày nay, các loại tàu thuyền có tải trọng 300 đến 400 tấn vẫn tham gia vận tải được quanh năm trên sông Bạch Đằng. Giống như ải Chi Lăng, sông Bạch Đằng dù nằm trên con đường thuận lợi nhất để tiến vào Thăng Long, nhưng thủy thổ đất Việt luôn tạo ra những hiểm địa trên con đường thiên lý của quân xâm lược phương Bắc. Sông Bạch Đằng có đặc điểm đặc trưng do sự chênh lệch của thủy triều gây nên, tạo điều kiện cho một trận địa đánh giặc bằng các cọc ngầm đóng tại những khúc sông hiểm yếu. Mặt nước sông Bạch Đằng có độ chênh lệch khi thủy triều dâng lên và hạ xuống là khoảng 4 mét. Nhờ các đặc điểm đó, khi triều lên, nước có khả năng tràn lấp hết toàn bộ bãi cọc. Khi nước rút, các cọc nhọn nhô lên gây hư hại, cản trở chiến thuyền của giặc, làm chúng hoảng sợ. Quân Việt khi đó mới nhân cơ hội đánh mạnh từ nhiều phía và thường dùng hỏa công đi kèm, khiến quân giặc chết vô số kể. Với truyền thống thủy quân Đại Việt, sông Bạch Đằng đã nổi danh với ba chiến công lớn của dân tộc. Đó là trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng năm 938, Ngô Quyền đánh thắng quân xâm lược Nam Hán, mở ra nền độc lập tự chủ hoàn toàn sau 1.000 năm Bắc thuộc. Trận thủy chiến sông Bạch Đằng năm 981, Hoàng đế Lê Đại Hành phá tan quân Tống xâm lược, khẳng định nền độc lập đất Việt. Trận thủy chiến sông Bạch Đằng năm 1288, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cùng quân dân tướng sĩ nhà Trần đại thắng quân xâm lược Mông Nguyên lần thứ ba, đập tan mộng xâm lược Đại Việt vĩnh viễn. Hiện ở khu vực sông Bạch Đằng có khu di tích Tràng Kênh Bạch Đằng Giang ở Thủy Nguyên, Hải Phòng cũng dựng thờ cả ba vị anh hùng và có các tượng đài các ngài. Các khu vực khác trên địa bàn Hải Phòng, Quảng Ninh cũng có đặc biệt nhiều đền thờ các vị anh hùng thời Ngô, Tiền Lê, Trần. Các dấu tích về những trận thủy chiến lừng lẫy năm xưa được lưu giữ qua các bãi cọc ngầm trên sông. Các bãi cọc này lần đầu tiên được sử dụng làm trận địa chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt do Tiền Ngô Vương Ngô Quyền khởi xướng năm 938 trong trận đại phá quân Nam Hán và có quy mô lớn nhất vào thời Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn năm 1288. Hiện nay có 3 bãi cọc được phát hiện. Có 3 bãi cọc ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã được phát hiện, bao gồm bãi cọc Đầm Nhử, Yên Giang, phát hiện từ năm 1953 đến năm 1958. Bãi cọc Đồng Vạn Muối, phát hiện năm 2005 và bãi cọc Đồng Má Ngựa, phát hiện năm 2009. Hai bãi cọc gần đây nhất xuất hiện là bãi cọc Cao Quỳ, được phát hiện vào cuối năm 2019 và bãi cọc Đầm Thượng, phát hiện đầu năm 2020 tại địa phận Thủy Nguyên, Hải Phòng. Các bãi cọc này được cho là từng nằm trong những con lạch, nhánh sông, thậm chí trong lòng sông chính của sông Bạch Đằng xưa. Nhưng ngày nay, do sự thay đổi về dòng chảy, bồi đắp tự nhiên và công tác đê điều, nên hầu hết được phát hiện không nằm trên sông Bạch Đằng hiện nay, mà ở trên các cánh đồng ven hệ thống sông trong một phạm vi lớn. Vì vậy, có thể khẳng định sông Bạch Đằng xưa to và có thể khác nhiều so với hiện nay. Các bãi cọc đóng trên sông cũng là một thế trận liên hoàn được bố trí tỉ mỉ, khẳng định trình độ quân sự rất cao của cha ông ta. Đồng thời, cách đóng các bãi cọc hiện nay vẫn là bí ẩn chưa có lời giải đáp xác thực nhất về cách thực hiện, bố trí cũng như sử dụng chúng. Hiện nay, với lịch sử vẻ vang, tên gọi Bạch Đằng được đặt cho nhiều đường phố tại Việt Nam. Đặc biệt trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng có một cây cầu dài hơn 3 km, rộng 25 m được lấy tên là cầu Bạch Đằng, một trong những cây cầu lớn nhất cả nước và đứng thứ 3 trong số 7 cây cầu dây băng có nhiều nhịp nhất trên thế giới. Cầu nằm trên sông Cấm trước khi đổ ra sông Bạch Đằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video. Các bạn nghĩ sao về sông Bạch Đằng? Hãy cho chúng tôi biết ở bên dưới phần bình luận nhé. Nếu cảm thấy thú vị, đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và tiếp tục đồng hành với kênh. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.